Xin chào em cùng cả các cô bác anh chị. Vâng, thời gian qua thì em thấy anh giới thiệu về siêu xe bất động sản Trendformer nên muốn qua phóng sự này được anh chia sẻ rõ hơn, chi tiết hơn về Trendformer, về cảm hứng sáng tạo, hoàn cảnh ra đời của Trendformer được chưa anh? Anh xin phép được chia sẻ siêu xe bất động sản Transformer nghe là tai đúng không em? Đây là một cái xu hướng mới về trải nghiệm và cảm nhận nghệ thuật. Xu siêu xe, du thuyền, trực thăng không chỉ là phương tiện, đó là tác phẩm nghệ thuật mà và là tuyệt tác nay có trong Transformer. Và nhất là trong bối cảnh Covid ngày càng một tàn khốc với các biến chủng không ngừng trên toàn cầu. Chúng ta buộc phải là thay đổi mọi thứ để sống và chiến đấu và tồn tại và phát triển. Khi đó biến đổi Transformer thành một thuật ngữ từ khóa và triết lý sống gắn liền với chúng ta hiện nay, đúng không ạ? Và Transformer Building cũng ra đời từ triết lý đó, cộng với cảm hứng từ bộ phim Transformer của Hollywood mà các robot biến hình thành siêu xe, thì nay là tòa nhà Transformer. Qua thực tế, Sang đã trải nghiệm siêu xe, du thuyền, trực thăng như chiếc Rolls Royce cho mình cảm thấy an toàn và độ đầm độ chất, và nhìn từ xa đã thấy ấn tượng. Mà như du thuyền thì cảm giác sang trọng, tiện nghi và nhất là không khí vô cùng là tuyệt vời. Đó, và trực thăng thì nghe tiếng thôi là mọi người cũng đã muốn là đa số là muốn ngước nhìn. Và tất cả những tuyệt tác trên mình đưa vào Transformer cho mình tư tưởng tinh thần tốt nhất để có ý tưởng tuyệt vời nhất, luôn luôn nâng tầm được giá trị sống trong cái mình. Đó là một hệ thống chuỗi bất động sản liền kề với nhau, có kiến kiến trúc hình tượng độc đáo, và Transformer Building có khả năng biến đổi với mọi loại hình, từ nhà hàng, khách sạn, văn phòng, trung tâm giáo dục, thẩm mỹ, và phù hợp với mọi thế đất, mọi địa hình, vùng miền đất nước. Và hơn nữa, mỗi cá nhân chủ sở hữu có thể yêu cầu những dấu ấn riêng của mình trong từng phiên bản của Transformer. Vậy là Transformer là một bất động sản nhưng phát triển theo xu hướng nghệ thuật, chế tác kiến trúc và sưu tập Transformer sẽ như một sưu tập siêu xe hả anh? Vậy Transformer sẽ có nhiều phiên bản đúng không anh Sáng? Đúng vậy em, cũng như giống các hãng xe hơi huyền thoại, hai cửa, bốn cửa, hai chỗ, bốn chỗ, mui trần, mui kín, Transformer năm 2021 cũng hiện ra 5 phiên bản đầu tiên và với 5 thông điệp biểu trưng đầy ý nghĩa. Thứ nhất là giờ hết kỳ, kiên cường bền vững. Thứ hai là The Union, liên minh đoàn kết. Số 3 là The Warrior, tinh thần chiến binh. Và thứ tư là chỉ cần thiên nhiên tươi đẹp. Và cuối cùng là The Novel, phú quý phồn vinh. Vâng, vậy xin phép anh có một buổi chia sẻ kỹ hơn về đặc điểm từng phiên bản của Transformer này. Nhưng qua đây cũng nhận ra Transformer có một tầm nhìn rất xa theo xu hướng thời đại ạ. Vâng đúng em. Mỗi năm Transformer sẽ tiếp tục nâng đời các phiên bản, tạo điều kiện cho khách hàng có thể
trao đổi và nâng cấp, cũng như đưa các ý tưởng cá nhân hóa vào trong nội thất của tác phẩm. Và đây cũng là cơ hội cho anh em đầu tư, trao đổi, nâng cấp và thỏa mãn thú vui chơi của mình, và để lại giá trị cho đời sau. Và những giá trị thì luôn được nâng tầm theo thời gian. Vâng, vậy làm thế nào để sở hữu Transformer? Anh có thể chia sẻ một chút để cho mọi người cùng biết được không anh? Anh cảm ơn em câu hỏi rất là thiết thực. Em mua, anh bán công chứng sang tên như bất động sản bình thường, rất là đơn giản. Hoặc là mình đổi siêu xe, nhận siêu phẩm Transformer, đổi du thuyền lấy Transformer, anh có thể linh hoạt được luôn em. Vâng, nghe thật là hấp dẫn và thú vị. Nơi mình đặt Transformer sẽ được nâng tầm giá trị cho nơi đó và cả đất nước mình nữa. Xin cảm ơn anh.